Nói đến Gary Linker thì chắc hẳn nhiều anh em lại nghĩ ngay đến nỗi ám ảnh một thời ở trong game FO3 mỗi khi mở mùa thẻ World Legend. Linh hồn của đội tuyển Anh sinh năm 1960 tại Leicester City và ông bác này cũng đã có quãng thời gian 7 năm thi đấu cho đội bóng quê hương từ năm 1978 đến năm 1985. Nói chung là thời ông bác này đá bóng thì thông tin nó không được như bây giờ, cộng với lại là cái thời điểm đó thì có quá nhiều cái huyền thoại khác nên là đã làm lu mờ đi tất cả. Hiện nay thì ông bác này cũng đã theo nghiệp mõm làng khi làm bình luận viên như các danh thủ nổi tiếng khác như kiểu là Gary Neville, Jimmy Carragher hay là Roy Keane chẳng hạn. Mới đây theo báo Tuổi Trẻ thì ông bác này gáy ác quá nên đã bị đài BBC treo mic vì phát ngôn chính trị. Hài, đúng thật là... Hề với mấy ông, nhìn ông này càng già càng phong độ, nhìn giống bố đường vãi trưởng ra luôn ấy. Trong game FO4 thì số phận của ông bác này cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Gần như ở các mùa thẻ thường đến mùa thẻ Icon thì ông bác này luôn luôn được đánh giá là một cái con hàng phô chất lượng khi có giá thành rẻ và chỉ số overall cao. Bằng chứng là cái mùa thẻ đỉnh cao nhất là mùa Icon sau khi update chỉ số đã lên đến tận 110 mà không có hàng mà bán. Nhìn xuống một tí thì mùa NTG cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Ở clip lần này mình đã may mắn có dịp được trải nghiệm ông bác này ở mùa thẻ NTG cộng 8. Với mức thẻ này thì chúng ta có overall tổng lên đến tận 118 ở level 1 mà mức lương chỉ có 22 thôi. Chỉ số thể hình, thể chất thì tất cả anh em đều đã biết rồi đấy. Với một FP cắm như vậy là thọt, quá thọt, cao chỉ có 1m77, nặng 74 cân, thể hình trung bình, chân 4 chân 5, sức mạnh chỉ có 109. Chỉ số ẩn gốc thì cũng chẳng ngon khi chỉ có mỗi bấm bóng. Cái chỉ số ẩn này thì theo mình chả có cái tác dụng gì ở trong game cả, trừ mấy anh em mà hay đá giả lập xếp hạng thôi. Cũng như ba mùa giải khác thì cái mùa giải này ông bác của chúng ta đã có danh tiếng là siêu sao với 5 sao sầu kêu ở bức thẻ cộng 8. Có nhiều tem khô lơ khỏe để cho anh em đá lổi gió như kiểu là tem của tuyển Anh này, tem bà xã này. Ngoài ra còn có cả tem khô lơ dị dị như kiểu là Leicester City hay là Tottenham hoặc là Everton. Toàn những cái tem khô lơ thuộc dạng là trung bình khá trở lên. Điểm nổi bật nhất của các ông bác này chắc chắn là khả năng dứt điểm rồi, lên đến tận 125. Ngoài ra thì còn có vài chỉ số khác cũng rất cao, ví dụ như kiểu là giữ bóng 121, phản ứng 120, bình tĩnh 125 và chọn vị trí 124. Khi anh em mút tem color và chơi đến level 5 thì chỉ số nó còn cao hơn nữa, đỏ chót 130x hết. Vậy thì ông bác này ở trong game đá có giòn không? Đầu tiên là về khoản chạy chỗ và chọn vị trí trước nhá. Mình thấy ông bác này chạy chỗ khá tốt, thường xuyên giơ tay xin bóng từ đồng đội, khả năng tách người cũng hay. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Thứ hai là về khoảng sút, ông bác này sút hay cả hai chân anh em ạ, mặc dù là chân 4 chân 5 thôi. DD, ZD, CD đều ngon hết. Mỗi tội là lực sút hơi yếu và thời gian ra chân thì mình thấy là hơi lâu. Ở trong những cái tình huống ngoài vòng cấm thì ông bác này sút xa không ngon anh em ạ. Khuyên anh em là nếu mà có đá ông bác này thì hạn chế cho ông sút xa nhá, thay vào đó là truyền cho đồng đội ở vị trí đẹp hơn. Thứ ba là về khoản đánh đầu, tuy chỉ số thể hình này, thể chất này, chỉ số đánh đầu cũng như là nhảy không được đẹp nhưng mà mình thấy ông bác này đánh đầu uy tín phết anh em ạ. Do khả năng chọn vị trí khôn lẫn được thử hưởng là cầu thủ người Anh với lối đá đặt cánh đánh đầu truyền thống, mỗi lần có cơ hội thì ông đánh đầu đều đi căng và hiểm, thế mới ảo. Thứ tư là về khoảng tốc độ, mình đánh giá ông chỉ ở mức trung bình khá thôi, anh em hạn chế phóng và đóng nha. Nhưng mà bù lại thì mình cảm thấy là khả năng rê bóng của ông khá nuột, nên là trong những cái tình huống mà xử lý ở phạm vi hẹp thì ông làm khá tốt. Bỏ ra bạn ơi, bỏ ra. Bỏ ra bạn ơi, bỏ ra. Bỏ ra. Thứ năm là về khoản tỉa đè thì đây cũng là cái điểm yếu nhất của ông.
tránh để ông bác này va chạm ít nhất với tem bạn. Vì sau khi trải nghiệm thì mình thấy ông bác này không đấm nổi ai ở trong cái game này cả. Mặc dù đây đã là mức thẻ cộng 8 rồi, đơn cử như ở trong tình huống này, ngay cả một chiến thần như kiểu là Cucurella mùa like cộng 5 thôi mà nó còn đấm cho sấp cả mặt ra thì làm ăn được cái gì nữa. Thứ 6 là về khoản truyền trọt và phối hợp. Những cái đường truyền bằng S và ZS chuẩn, nhưng mà có một thời gian mình cho ra cánh đá để thực hiện nhiều hơn những cái đường truyền dài thì mình thấy là phế vãi cả đái ra luôn đấy. Cuối cùng mình đánh giá ông bác Gary Linker mùa NTG này, nếu mà ở mức thẻ cộng cao, nói chung là đá vẫn ổn, không đến nỗi phế, ngoại trừ là yếu, rất yếu. Đó cũng là một phần lý do tại sao mà ông bác này được nhiều anh em tin tưởng lựa chọn để làm phôi. Ngoài ra thì ông bác này cũng có ít fan nên là cũng không được nhiều anh em quan tâm đến. Clip bài đánh giá của mình về Gary Linker cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những clip lần sau nhá. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Muchas gracias afición, este es para vosotros.